Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh bạch hầu đã và đang xảy ra phức tạp ở nhiều địa phương trong nước, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vậy bệnh bạch hầu là bệnh gì? Nguyên nhân nào gây ra bệnh bạch hầu? Đối tượng nào dễ mắc bệnh bạch hầu và công tác phòng ngừa chứng bệnh này ra sao? Đó là những vấn đề quan trọng nên trong chương trình Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi sẽ dành hết thời gian cho cuộc phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Minh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ về chứng bệnh này. Xin chào bác sĩ Lê Minh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Sức khỏe cho mọi người hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh. Thưa bác sĩ, điều đầu tiên mà chúng tôi muốn được nghe bác sĩ thông tin thêm về chứng bệnh bạch hầu và cái chứng bệnh này hiện nay diễn biến như thế nào ở nước ta? Kính thưa bà con và các bạn sinh đài, bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm do vi trùng bạch hầu gây ra. Thì đối với bệnh bạch hầu thì hiện tại chúng ta đã có thuốc chủng ngừa, tuy nhiên hàng năm vẫn rải rác có những ca bạch hầu rải rác trong toàn quốc. Cụ thể như năm 2020 thì theo số liệu được ghi nhận các nơi như sau: như ở Đắk Nông thì cứ ghi nhận được 12 ca, ở Đà Nẵng là 11 trường hợp, và ở Bình Phước là 4 trường hợp và thành phố Hồ Chí Minh là 1 trường hợp. Trong đó có 1 trường hợp tử vong ở Đắk Nông. Riêng ở Trà Vinh chúng ta cho đến thời điểm này thì chưa có ghi nhận được ca bạch hầu. Tuy nhiên dù là được chích ngừa nhưng bệnh bạch hầu hiện tại vẫn còn lưu hành, mặc dù là cái số lượng không nhiều. Vậy theo bác sĩ thì nguyên nhân nào gây ra bệnh bạch hầu ạ? Đối với bệnh bạch hầu thì được lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp và qua đường hô hấp, và chủ yếu là lây qua đường hô hấp. Khi bệnh nhân bệnh hoặc là bệnh nhân người mà mang mầm bệnh tiếp xúc với người lành thì vi trùng được truyền từ đường hô hấp qua với người lành. Thì thời gian ủ bệnh của từ khi tiếp xúc với người bệnh thì khoảng thường là 2 đến 5 ngày. Tuy nhiên có một vài trường hợp có thể kéo dài đến 6 tuần. Thưa bác sĩ, chúng tôi được biết thì bệnh bạch hầu hiện nay cũng còn rất lạ đối với nhiều người. Cho nên là đa số đều không nhận biết về cái dấu hiệu của bệnh bạch hầu. Vậy thì nhân đây bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu nào để nhận biết bệnh bạch hầu để giúp cho mọi người có cái công tác phòng ngừa cũng như là đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời ạ? Một trong những dấu hiệu để nhận biết bệnh bạch hầu, thứ nhất đó là bệnh nhân sốt. Sốt thì tùy theo mức độ nhiễm vi khuẩn mà có thể có triệu chứng từ sốt nhẹ đến sốt cao đột ngột liên tục. Sốt thường dai dẳng, không rất khó đáp ứng với điều trị những thuốc hạ sốt thông thường như paracetamol. Dấu hiệu thứ hai là bệnh nhân đau rát họng. Cảm giác đau rát họng là giống như một triệu chứng của viêm họng. Tuy nhiên ở bệnh bạch hầu thì thường có từ vướng họng nhiều kèm theo cái đau rát. Dấu hiệu thứ ba là ho ong ổng như là chó sủa. Đây là triệu chứng cũng khá đặc trưng, bởi vì đối với triệu chứng ho của những bệnh viêm họng hoặc là bệnh hô hấp khác, thường là bệnh nhân ho là nghe có đàm, có tiếng ồn. Còn riêng cái bệnh bạch hầu, tiếng ho thường âm thanh cao và nghe ong ổng. Đấy là cái cách mà chúng ta phân biệt được những cái triệu chứng ho trong cái bệnh bạch hầu và những cái bệnh khác. Và cái triệu chứng nữa là bà con có thể nhận thấy cái gọi là giả mạc ở các vùng của các trong họng, còn niêm mạc và thậm chí có thể dùng da. Thì đối với giả mạc của bạch hầu thường là màu xám, và cái giả mạc đó có đặc điểm là dính vào, khít vào cái niêm mạc của người bệnh. Và khi chúng ta khửi cái giả mạc đó thì cái giả mạc đó sẽ cái vùng mà tiếp xúc
do nó dính vào niêm mạc cho nên là cái giả mạc nó gây cái chảy máu. Thì để phân biệt trong cái mà cái đốm trắng ở trong họng của người bệnh thì có cái trường hợp là viêm họng mủ thì cũng có những hình ảnh giống như giả mạc. Tuy nhiên đối với cái đốt mủ thì khi chúng ta khử ra thì thường là không có chảy máu. Thì đây là để phân biệt được hai cái này, giả mạc do bạch hầu hay là những vết mủ, thì chúng ta có thể bỏ vào trong cái nước. Thì đối với giả mạc mủ thì khi bỏ vào trong nước chúng ta khuấy đều thì nó sẽ tan ra. Còn riêng giả mạc của bạch hầu thì cái giả mạc nó không tan ra. Vâng, thưa bác sĩ cũng vừa cho biết là bệnh bạch hầu có rất nhiều cái triệu chứng để chúng ta nhận biết cái chứng bệnh này. Vậy thì theo bác sĩ là nếu như người bệnh mà không phát hiện sớm bệnh bạch hầu thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng gì ạ? Đối với bệnh bạch hầu thì nếu chúng ta phát hiện trễ và điều trị không kịp thời thì rất nhiều biến chứng xảy ra, và những biến chứng đó rất nặng và có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của người bệnh. Thường gặp nhất là cái dấu hiệu siêu hấp do tắc nghẽn đường hô hấp, thì giả mạc trong bệnh bạch hầu có thể càng ngày càng lan rộng. Giả mạc có thể bít tắc đường hô hấp trên làm cho bệnh nhân không thở được. Đây là biến chứng nguy hiểm. Nếu chúng ta không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể dẫn đến tử vong do nghẹt đường thở. Và biến chứng thứ hai là biến chứng tim mạch. Đặc biệt độc tố của vi khuẩn bạch hầu có thể gây làm tổn thương cơ tim, gây viêm cơ tim, suy tim và rối loạn nhịp tim. Biến chứng này cũng khá là nặng. Nếu chúng ta để cái biến chứng tim mạch thì tỷ lệ tử vong rất nhiều. Thì bà con và các bạn cũng biết là đối với nếu chúng ta điều trị sớm thì cái độc tố ít thì nguy cơ biến chứng cũng ít theo. Còn nếu chúng ta điều trị trễ, độc tố vi trùng tăng sinh càng nhiều thì độc tố vi trùng càng nhiều thì biến chứng càng nhiều. Tuy nhiên đối với biến chứng tim mạch ở trong bệnh bạch hầu không phải là chỉ diễn tiến trong giai đoạn cấp và nặng của bệnh. Thậm chí bệnh bạch hầu chúng ta đã điều trị hết bệnh rồi, 3 tuần sau, 5 tuần sau vẫn có thể xuất hiện biến chứng tim mạch. Đây là cái triệu chứng mà chúng ta hết sức cảnh giác. Bởi vì đôi có những trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị bạch hầu, sau khi xuất viện ổn định, sau đó bệnh nhân về đột tử vì biến chứng tim mạch, ví dụ như loạn nhịp tim hoặc là viêm cơ tim, suy tim. Cho nên là đây là biến chứng rất nặng nề. Biến chứng thứ ba nữa cũng rất là thường gặp, đó là các độc tố bạch hầu làm tổn thương các dây thần kinh, đặc biệt là các dây thần kinh vận động. Ví dụ như dây thần kinh ở mắt thì làm cho sụp mi, dây thần kinh ở cơ chi làm yếu liệt chi, và dây thần kinh ở bàng quang thì làm rối loạn bàng quang, ví dụ như bệnh nhân tiểu gắt, tiểu buốt và đặc biệt là tiểu không kiểm soát. Đặc biệt cái triệu chứng bàng quang của bệnh nhân thường là dấu hiệu báo hiệu giai đoạn đầu của dấu hiệu của viêm thần kinh là cơ hoành. Thì khi mà có biến chứng liệt dây thần kinh để điều kiện vận động của cơ hoành thì bệnh nhân sẽ dẫn đến siêu hấp, khó thở và thậm chí có thể tử vong. Và biến chứng thứ tư là biến chứng viêm phổi. Bà con và các bạn xem đài cũng nắm được, và tôi cũng vừa trình bày, thì khi có hiện tượng tắc nghẽn đường hô hấp thì vi trùng tăng sinh và thậm chí có những vi trùng ký sinh trong đường hô hấp phát triển và có thể gây viêm phổi ở trên nền bệnh nhân bệnh bạch hầu. Thì đây là biến chứng rất nặng nề và cũng có thể gây tử vong. Vâng, bác sĩ cũng vừa cho biết thì bệnh bạch hầu để lại rất nhiều biến chứng. Vậy thì những biến chứng đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người bệnh ạ?
đối với bệnh bạch hầu thì khi đã có biến chứng thì những biến chứng đó ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe bệnh nhân. Đặc biệt là có những biến chứng là có thể tồn tại suốt đời, ảnh hưởng đến chức năng sống và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ví dụ như biến chứng về tim mạch thì người bệnh có thể suy tim, và cái suy tim này đã tồn tại đến suốt đời. Còn những cái biến chứng như là tổn thương thần kinh thì nếu nhẹ thì có thể là thoáng qua, sau đó phục hồi. Tuy nhiên nếu tổn thương thần kinh nặng thì có thể di chứng, giống như một cái viêm thần kinh và bệnh lý các nguyên nhân khác thì có thể di chứng vĩnh viễn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe là nếu chúng ta để phát hiện trễ nồng độ độc tố đã cao, ảnh hưởng nhiều đến người bệnh thì có thể dẫn đến tử vong. Đây là biến chứng mà tất cả thầy thuốc cũng như người bệnh chúng ta không bao giờ mong muốn. Nhưng điều nếu chúng ta để trễ thì ảnh hưởng rất nặng nề đến chất lượng sống của người bệnh và sức khỏe của người bệnh về sau. Vâng, như bác sĩ vừa cho biết thì bệnh bạch hầu rất nguy hiểm đến đời sống của con người. Vậy thì theo bác sĩ là những cái đối tượng nào là dễ bị mắc bệnh bạch hầu nhất ạ? Những đối tượng như sau thì dễ có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu. Cái thứ nhất là bệnh nhân không được tiêm ngừa đầy đủ và đúng liều. Thì đối với bệnh mà lây đường hô hấp thì bà con và các bạn xem đài cũng biết là rất dễ, cái vector truyền bệnh rất rộng. Chính vì vậy chúng ta rất dễ lây truyền. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiêm ngừa mà cơ thể chúng ta đã có kháng thể rồi, thì cơ thể khi mà vi trùng tiếp xúc với cơ thể thì cơ thể sẽ tạo cái kháng thể để chống lại, diệt ngay từ đầu thì không, chúng ta không mắc bệnh. Nếu chúng ta tiêm ngừa, không có tiêm ngừa hoặc là tiêm ngừa không đúng liều, không đúng phác đồ thì kháng thể tạo ra không đủ thì rất dễ bị mắc bệnh. Nhóm đối tượng thứ hai là nhóm đối tượng bị mắc bệnh suy giảm miễn dịch, mắc phải cũng như là suy giảm miễn dịch tự phát. Suy giảm miễn dịch mắc phải giống như là ví dụ như là bệnh SIDA, bệnh suy giảm miễn dịch do bẩm sinh, rồi sử dụng thuốc mà ức chế miễn dịch, thì đó là những trường hợp, những đối tượng mà rất dễ bị bệnh bạch hầu nếu như có vi trùng tiếp xúc vào cơ thể. Và nhóm đối tượng thứ ba là nhóm đối tượng là có bệnh nền kèm theo, ví dụ như thalassemia, hemophili và đặc biệt là những bệnh mà ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể, ví dụ như bệnh lupus ban đỏ, xuất huyết giảm tiêu cầu miễn dịch. Và đặc biệt cái nhóm đối tượng thứ tư thì rất dễ bị bệnh bạch hầu là môi trường sống đông đúc, chật chội và không vệ sinh. Thì nhóm thứ tư này các bà con và các bạn xem đài cũng nên chú ý, bởi vì chúng ta có thể cải thiện được để làm cho bệnh bạch hầu đừng có khuếch tán được nhiều. Vâng, vậy thì theo bác sĩ thì chúng ta phải làm gì để phòng ngừa tốt bệnh bạch hầu ạ? Cái đầu tiên nhất chúng ta làm là phải tiêm ngừa. Tiêm ngừa đúng liều, đúng thời gian. Thì hiện tại bây giờ thì chương trình tiêm ngừa phòng ngừa bệnh bạch hầu đã đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Thì lịch được công bố thay đổi theo như sau. Cái thứ nhất là khi bé được 2 tháng tuổi, chúng ta tiêm mũi thứ nhất. Mũi thứ hai chúng ta tiêm sau 1 tháng của tiêm mũi thứ nhất. Và mũi thứ ba chúng ta tiêm sau mũi thứ hai 1 tháng. Và mũi thứ tư chúng ta lặp lại sau 18 tháng. Thì chúng ta tiêm đủ liều lượng, đúng lịch, đúng thời gian thì chúng ta có thể ngăn ngừa được bệnh bạch hầu có thể xảy ra. Phần thứ hai nữa là môi trường sống và cái hệ miễn dịch của cơ thể, nếu chúng ta thực hiện tốt thì bệnh bạch hầu cũng sẽ
hạn chế tối đa có điện là khuếch tán và lây lan mắc bệnh bạch hầu. Hàng ngày chúng ta đi ra, chúng ta nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh cũng như là tiếp xúc với những cái đối tượng mà có nguy cơ mắc bệnh. Chúng ta giữ vệ sinh tay, rửa tay trước khi ăn và trước khi thực hiện những động tác mà liên quan đến người bệnh cũng như tiếp xúc với giữa người lành với nhau. Và thứ ba là chúng ta cần điều trị tích cực những cái bệnh mà mãn tính đã mắc phải, ví dụ như thalassemia, hemophilia và bệnh mà suy giảm miễn dịch, đặc biệt là bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải bẩm sinh, thì chúng ta phải có biện pháp phòng ngừa để chúng ta hạn chế tối đa khi mắc bệnh. Bà con cũng biết rằng bệnh bạch hầu có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp. Vì vậy mà môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, giữ vệ sinh chung thì đó cũng là một yếu tố để làm ngăn chặn sự lây lan và phát tán của bệnh bạch hầu. Hiện nay thì trong cả nước cũng có nhiều tỉnh thành đã mắc bệnh bạch hầu. Mặc dù tỉnh ta thì chưa xảy ra chứng bệnh này, nhưng bác sĩ cũng thể cho biết thêm là Bệnh viện Sản Nhi tỉnh ta sẽ có những biện pháp tích cực như thế nào để thực hiện tốt công tác điều trị nếu như bệnh bạch hầu xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ban giám đốc bệnh viện cũng như tất cả các cán bộ y tế của bệnh viện luôn luôn tích cực để chuẩn bị để làm sao khi có bệnh nhân thì chúng ta bắt tay vào công tác điều trị hết sức là kịp thời. Cụ thể như đối với về bệnh thì bệnh viện cũng sẽ cập nhật cái chuyên đề về bệnh bạch hầu cho tất cả các bác sĩ trong bệnh viện để làm sao khi có ca đến với mình thì phát hiện kịp thời, không để lại, không bỏ sót. Cái thứ hai là chuẩn bị cái hệ thống xét nghiệm cũng như là cái quy trình phát hiện để tìm vi trùng bạch hầu để có ca chẩn đoán. Khi có ca bệnh chúng ta làm và chúng ta chủ động để phát hiện bệnh bạch hầu. Và cái thứ ba là bệnh viện cũng chuẩn bị đội ngũ nhân lực tập huấn kiến thức bệnh bạch hầu cũng như điều trị để cho các bác sĩ khi có ca điều trị là chúng ta triển khai bắt tay vào công tác điều trị liền. Và thứ tư nữa là bệnh viện cũng đã chuẩn bị một khu gọi là khu truyền nhiễm để khi có bệnh bạch hầu là thu dung điều trị bệnh bạch hầu một cách hết sức tích cực. Và cái nữa là bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc để cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời và đủ đúng thuốc cho bệnh nhân để bệnh được điều trị tốt nhất. Đặc biệt là những biến chứng về tim mạch, biến chứng về hô hấp thì bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ những thuốc vận mạch để khi có bệnh lý viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim xảy ra và chuẩn bị máy thở sẵn sàng để khi có tình trạng siêu hấp và bệnh nhân bạch hầu thì sẵn sàng để điều trị tích cực và tốt nhất cho người bệnh. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ Lê Minh Dũng, giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh đã cung cấp những thông tin rất bổ ích về các cái triệu chứng về bạch hầu cũng như là các biện pháp phòng ngừa điều trị bệnh này. Chúng tôi thay mặt những người chương trình một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Sức khỏe cho mọi người hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh. Xin cảm ơn bác sĩ. Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Lê Minh Dũng cũng đã khép lại chuyên đề Sức khỏe cho mọi người của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.